Xin kính chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Chương trình cập nhật những bản tin mới nhất trong 24 giờ qua về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế. Tình hình lũ lụt Trung Quốc đang rất nóng hiện nay. Xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi những điểm tin chính ngay sau đây. Thưa quý vị, mưa to gió lớn kèm theo lũ quét và vòi rồng khủng đã ập về cuốn trôi máy phát điện tại đập Tam Hiệp khiến 800 triệu dân mất điện và đòi phá đập. Thưa quý vị, theo đài địa phương Trung Quốc cho biết, tình hình mưa lũ tại nước này vẫn đang căng như dây đàn. Hôm nay, ngày 1 tháng 7 năm 2023 đã bước sang ngày thứ 53, mưa to gió lớn và vẫn tiếp tục càn quét Trung Quốc, khiến lũ ở thượng nguồn vẫn ồ ạt đổ về 400 con sông, làm mực nước dâng cao vượt mức vỡ động đỏ tới 1,6 mét. Đáng chú ý nhất vẫn là con sông Dương Tử và con đập Tam Hiệp. Lũ quét và vòi rồng khủng hôm qua lại tiếp tục xuất hiện, khiến cho một trạm phát điện của con đập Tam Hiệp lớn nhất thế giới bị cuốn trôi trong vòng chưa đầy 3 phút, làm toàn bộ 16 tỉnh thành phố phía nam của Trung Quốc bị mất điện trên diện rộng. 800 triệu người dân của Trung Quốc sống trong bóng tối, bầu trời thì liên tục xuất hiện những cơn mưa to âm u và đen tối, báo hiệu một điều rằng mưa to đến rất to vẫn tiếp tục xúc xuống Trung Quốc, làm cho những con đê không chịu được đành phải vỡ. Và khi nó vỡ, mực nước của nó sẽ làm ngập úng hàng ngàn ngôi nhà, TV, tủ lạnh, xe hơi trôi lênh láng khắp nơi. Nhiều người dân của Trung Quốc đã bất chấp sự nguy hiểm của lũ quét lao ra giăng lưới để trục vớt ô tô chờ khi lũ xuống để đem đi sửa chữa, kiếm lời. Và nếu như ai mà mua phải chiếc ô tô này thì rất nhanh chóng sẽ bị hỏng. Vì thế, chúng ta phải hết sức cẩn thận. Thưa quý vị, nhiều nhà quan sát cho rằng các nước xung quanh Trung Quốc có đường biên giới giáp danh với Bắc Kinh, nhất là Việt Nam ở ngay bên cạnh Trung Quốc. Đừng cố nhập những chiếc xe mông má của nước này, không được tham đồ rẻ tiền của Trung Quốc, nếu không gặp phải cú lừa không thương tiếc. Các chuyên gia cho rằng xe ô tô mà bị ngấm nước thì chỉ có vứt đi, hoặc có đi được thì nó cũng hay bị trục trặc hoặc hỏng hóc. Ngoài ra, những chiếc tivi, tủ lạnh, nồi cơm điện bị lũ cuốn trôi cũng được người dân của Trung Quốc đem vớt đi chế tạo lại rồi bán sang Việt Nam. Vì thế, Việt Nam nhất định sẽ không được nhập những mặt hàng kém chất lượng, nếu không sẽ bị phía Trung Quốc lừa gạt. Thưa quý vị, hôm qua ngày 30 tháng 6 năm 2023, truyền thông của Trung Quốc cho biết lũ lụt kỷ lục đổ về con đập Tam Hiệp suốt 18 tiếng, làm nước lũ dâng cao và nguy hiểm đến chính con đập Tam Hiệp lớn nhất thế giới này. Truyền thông của Trung Quốc cho biết trận lũ thứ hai trên sông Trường Giang quét qua đập Tam Hiệp khiến mực nước hồ chứa đạt 164,18m, cao nhất từ khi con đập được xây dựng. Đập Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất trên thế giới, đón trận lũ thứ hai trên sông Trường Giang, khiến dòng nước lũ đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp với lưu lượng đạt khoảng 60.000 mét khối trên giây. Hồ chứa đập Tam Hiệp từng ghi nhận dòng chảy cực đại là 50.000 mét khối trên giây lúc 10 giờ sáng và 55.000 mét khối trên giây vào lúc 20 giờ cùng ngày. Lưu lượng nước chảy vào con đập Tam Hiệp lên tới 61.000 mét khối trên giây, và đây là lưu lượng nước kỷ lục trong lịch sử mà Trung Quốc ghi nhận được, và nó ảnh hưởng nghiêm trọng tới con đập Tam Hiệp, khiến cho một trạm phát điện bị cuốn trôi và hàng ngàn ngôi nhà bị chìm trong bóng tối. Tất cả 8 tỉnh xung quanh đã bị mất điện. Thông tin Bộ Quản lý Khẩn cấp MIN của Trung Quốc công bố, trong đó cho biết lũ lụt tại các tỉnh như Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc và Hồ Nam khiến cho ít nhất 31 người chết và mất tích, buộc 2 triệu người phải sơ tán gấp trong đêm. Mưa lũ cũng ảnh hưởng nặng nề tới Trung Quốc, khiến cho 151.000 ngôi nhà bị hư hại và tổn thất kinh tế trực tiếp lên tới 65 tỷ nhân dân tệ. Phần lớn miền Nam của Trung Quốc liên tục chịu tác động mạnh từ những trận mưa lớn kể từ đầu mùa tới bây giờ, và nước trên nhiều con sông ở khu vực này đã vượt qua mức báo động đỏ từ 2 tới 12 mét. Đây là một mức báo động kỷ lục và gây ra thảm họa khôn lường cho những con đê tại khu vực này. Nhiều khả năng con đập Tam Hiệp sẽ bị vỡ, nhưng đến hiện tại thì con đập vẫn chưa bị vỡ. Các thông tin trên mạng mà nói con đập Tam Hiệp thì hoàn toàn không chính xác. Theo hãng tin CNN, hãng tin nổi tiếng của Mỹ cho biết, lũ lụt tồi tệ nhất Trung Quốc trong nhiều thập kỷ có nguyên nhân một phần là do sự nóng lên toàn cầu và cải tạo đất trái phép của Trung Quốc. Hãng CNN của Mỹ cho biết, mùa hè năm 2023, hàng triệu người trên khắp đất nước của Trung Quốc ảnh hưởng bởi những cơn mưa xối xả gây ra lũ lụt và lở đất ở các tỉnh, thành phố và các làng mạc tại nhiều tỉnh, thành phố của Trung Quốc. Đây là trận lũ tồi tệ nhất tấn công Trung Quốc kể từ nhiều thập kỷ vừa qua. Mưa lớn đã vùi dập 28 trên 31 tỉnh, ảnh hưởng tới 37 triệu người dân và khiến 159 người chết và mất tích. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của Trung Quốc cho biết thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 86 tỷ nhân dân tệ. Để so sánh, trận đại hồng thủy năm 1993 dọc theo sông Mississippi và các nhánh sông của nó, một trong những trận lũ kinh hoàng và tàn khốc nhất nước Mỹ, đã khiến cho hơn 50 người chết và 54 người đã phải sơ tán
thiệt hại kinh tế lên tới 20 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, hãng tin của Mỹ cho rằng thiệt hại nặng nề nhất của Mỹ chỉ bằng 1 phần 100 so với lũ lụt tại Trung Quốc ở thời điểm hiện tại. Lũ lụt ở Trung Quốc bắt đầu từ miền Nam, ở Quảng Tây và Quý Châu vào cuối tháng 5 đầu tháng 6. Những trận mưa lớn đã tàn phá khắp khu vực rộng lớn của đất nước này, bao gồm các tỉnh Giang Tây, phía đông tỉnh An Huy và phía nam tỉnh Hồ Bắc. Ở miền Trung, ứng phó khẩn cấp với mức độ kiểm soát được nâng lên mức cảnh báo cao nhất tại một số nơi. Quy mô của thảm họa là rất lớn, mực nước của 435 con sông vượt mức báo động, trong đó có 33 con sông đạt mức kỷ lục. Theo Bộ Tài nguyên Thủy lợi của Trung Quốc cung cấp, tại một số khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất như Giang Tây, sông Đê đã bị vỡ, nhà cửa bị phá hủy, gợi lại ký ức ám ảnh trận lũ lịch sử năm 98, khiến cho hơn 3.700 người thiệt mạng và 15 triệu người mất nhà cửa. Nghe từ đây, chắc chắn sẽ có nhiều quý vị và các bạn đặt ra câu hỏi thắc mắc rằng tại sao năm nay lũ lụt, mưa to, động đất, sóng thần, lũ quét, sạt lở, vòi rồng liên tục xuất hiện ở Trung Quốc đến như vậy? Thì xin thưa với quý vị rằng tất cả đều có nguyên nhân và lý do của nó. Trung Quốc gần như ngày nào cũng có lũ lụt, sự kết hợp giữa khí hậu và hành vi của con người đã góp phần kéo dài thời gian mưa lũ lâu hơn bình thường ở một số nơi. Hệ thống áp suất cao cận nhiệt đới trên vùng Tây Bắc Thái Bình Dương rất mạnh trong năm nay. Sự giao thoa của nó với khí hậu đã khiến đến lượng mưa lớn liên tục tại lưu vực sông Dương Tử. Một số lý do khác là do sự nóng lên toàn cầu. Theo một chuyên gia thủy lợi của Trung Quốc cho biết, chúng tôi không thể nói rằng một hiện tượng thời tiết cực đoan đơn thuần là hậu quả trực tiếp của biến đổi khí hậu. Nhưng xét trong một thời gian dài thì rõ ràng sự nóng lên toàn cầu đã dẫn đến sự gia tăng tần suất và cường độ của hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như thời gian qua ở Trung Quốc. Theo sách xanh về biến đổi khí hậu ở Trung Quốc, từ năm 1961 đến năm 2018 đã có sự gia tăng về nhiệt lượng mưa lớn cực lớn ở Trung Quốc. Kể từ năm 1990, tần suất mưa cực lớn đã tăng lên đáng kể. Trong 60 năm qua, số ngày mưa đã tăng lên tới 5,9% mỗi thập kỷ. Bên cạnh lượng mưa, hành vi của con người góp phần vào mức độ nghiêm trọng của lũ lụt ở Trung Quốc như chặt phá rừng bừa bãi, không chịu trồng cây và liên tục xuất hiện những con đập thủy lợi để chắn nước, hòng tích trữ điện năng và gây thảm họa cho đất nước Trung Quốc cũng như các nước xung quanh. Hiện dòng nước sông Mekong đã bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng bởi phía Trung Quốc đã cho xây dựng và khởi công tới 13 con đập. Một nhà địa chất thuộc Cục Chất lượng và Khoáng sản tỉnh Tứ Xuyên cho biết, nhiều thập kỷ khai hoang đất và xây đập trên các con sông gần đó đã làm giảm diện tích và thể tích Hồ Bà Dương. Hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc nằm ở tỉnh Giang Tây. Điều này đã khiến cho lũ lụt liên tục xuất hiện và khi nó xuất hiện, nó sẽ càn quét tất cả các khu vực thượng lưu và hạ lưu con sông Dương Tử, gây ảnh hưởng trực tiếp tới con đập Tam Hiệp, con đập lớn nhất thế giới và nó sẽ bị vỡ. 2/3 Trung Quốc sẽ bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Thưa quý vị, có một cái tên được cho là khá hay và khá sốc đối với những ai theo dõi lũ lụt Trung Quốc. Một trong những tờ báo nổi tiếng của nước này cho biết, kể từ khi thành lập nước vào năm 1949 tới nay, Trung Quốc đã trải qua hai trận lũ lụt lịch sử. Lần thứ nhất là vào mùa hè năm 1954, dọc con sông Dương Tử khiến cho hơn 30.000 người chết và 18 triệu người bị ảnh hưởng. Năm 1954, hiện con sông Dương Tử chưa có con đập Tam Hiệp nhưng lũ lụt đã xảy ra một cách hết sức kinh hoàng. Một trận lũ khác khiến cho Trung Quốc phải khiếp sợ, đó là vào năm 1998, cũng lại dọc con sông Dương Tử nhưng ở phía Nam và phía Bắc Trung Quốc. Đó là trận lũ lụt tồi tệ nhất trong những năm gần đây, với hơn 3.719 người chết, 15 triệu người mất tích và thiệt hại kinh tế lên đến 100 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung Quốc, ông Nanshu, đã nhận xét về lũ lụt năm nay không ảnh hưởng tới khu vực rộng lớn của sông Dương Tử như hồi năm 1949 và năm 1998. Trận lũ lịch sử năm 98 ở Trung Quốc đã tác động lên toàn bộ khu vực Dương Tử. Song mưa năm nay chủ yếu ảnh hưởng tới vùng trung và hạ lưu sông, vì thế khu vực ảnh hưởng được cho là nhỏ so với mọi năm. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, mưa lớn và mưa cực đoan sẽ xuất hiện trong một vài ngày tới, vì thế các cơ quan ban ngành cũng như người dân phải hết sức cảnh giác, đề phòng lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất và con đập Tam Hiệp khả năng cao sẽ bị vỡ nứt. Và các thông tin liên quan đến tình hình mưa lũ tại Trung Quốc, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật cho quý vị và các bạn trong bản tin kế tiếp. Còn chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Kính chúc quý vị một ngày tràn đầy sức khỏe và vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Những điểm tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Chúc quý vị khán giả một ngày mới năng động, hiệu quả, sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.